fun in Minecraft. Come on, let's go. Let's have some fun in Minecraft. What's up nha các bạn, mình là Sắc Ben và yeah, và bây giờ tụi mình sẽ chơi Survival Co-op. Yeah, let's go. Thì mục đích của tụi mình là dẹp y nó đi. Cha chú là gì? Anh chỉ có thằng chết là mở túi đồ thôi. Kệ tôi. Kệ giờ phân phân là chú đi lấy gỗ, còn chú thì còn chú này. Được. Ai là cấm chứ? Ông mà tìm được kim cương chắc tôi ngưỡng mộ luôn quá. Si sợ. Thôi đi, chỉ bái làm sư phụ thôi à. Chỗ này cũng được à. Mơ hồ quá đáng. Ủa, ở đây có đầm lầy nữa. Hay tụi có quán cứu được thật nhiều kim cương để cho ba mẹ thật hạnh phúc. Tôi chỉ có một ước mơ thôi. Tôi ước mơ là tất cả kim cương tôi kiếm được trong đây xuất hiện cho mẹ. Và ước mơ mà được con ra là mẹ. Một ước mơ nhỏ nhỏ. For free. Ta phải là nhốt ghép à? À, nhốt ghép áp bò đúng không? Gì? Nhốt ghép áp bò đúng không? À. Nhốt không? Gì? Phải là nhốt ghép áp bò đúng không? À. Nhốt à? Không có nghe con nói gì mà nghe con biết. Đưa khoảng 3 cục đá cho tôi nhanh lên. Không, tôi đã lên đó, tôi không có đưa được. Ê! Ông mà tìm được kim cương. Đồ sát luôn mà. Đồ tôi à. Đồ sát á. Sắc thiệt không? Sắc thiệt. Hay là giả? Đưa ra 3 cục đá cho tôi coi.
xí xa. Yeah, có một mỏ cục sắt à. Đưa đá. Ba cục đá. Mà chắc chắn nó là mẹ. Trời ơi. Tôi là mẹ ta. Nhớ là tôi không chết nha. Không chết á. Thì ông đâu có chết. Nếu có chết thì nó hiện ra luôn rồi. Chứ không là như là tôi chết rồi mà nhỏ. Mẹ hát ớt. Nghe tôi 15 cục sắt nè. Đùa đó à. Ông kể tớ. Cũng là cha. Cha. Tôi đã chẳng thấy gì nhưng mà tôi sẽ cố gắng để thấy. Cũng không bao giờ cố gắng cái gì hết trơn á. Xong tìm được đá đỏ đi chứ rồi. Xong tìm được kim cương với vàng không đi. Sao mà hên như vậy? Ủa mà chú tìm được cái thang nào chưa vậy? Mà tôi ăn bà thang à. Đùa à. Mà xấu quá tôi không chắc là tôi có thể phân biệt đó là thang. Thì nó xấu quá. Đó là chiếc á. Chắc là phải tê bê một lần. Không. 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 Không lên ngay thì chết luôn á. Chết tiệt, tụi mình cũng không có lông cù nữa. Ok. Không thể nào tin được. Hết chưa biết nữa kìa. À thì tôi biết rồi. Bà tìm. Ông có thôi, ông làm gì có sắt đâu mà đào chi. Tôi có làm bà còn sắt, tôi cũng muốn lắm. Tôi cũng muốn. Ở đây gặp chú Cương là tôi đa tiền luôn. Dụng vô cái hang luôn hả? Mốt. Tôi cứ bà xuống là xuống là. Tôi thấy cái hang nè. Chết rồi, tụi mình chết rồi, chết rồi. Mà ông chạy đâu ra thế vậy? Theo quy luật của tôi thì đào xuống là chắc chắn nhất. Có thể gặp mọi người ở trong một lớp nó nói là đào xuống sẽ gặp dung nha. Giờ làm sao lên ông nhớ đừng lên ông vậy? Còn vô còn nhớ. Vậy chúng ta ở đây luôn quá. Ê, ê, theo là nhớ. Gì? Ông phải báo cho làm sư phụ. Cứ vậy. Nhưng mà thầy tôi gặp Kim Cương cái tôi đã tin rồi. Vậy sao xong không chết luôn đi. Có khi tôi tưởng đó là hư cấu. Và đúng thật. Ê, ông đưa tôi cái bà chỉ tạ ha. Đặt cái bà chỉ tạ đi. Tôi có đủ công cụ để làm cúp sắt à. Yeah. Ok, tôi sẽ đặt nó ở ở. Đặt cái block này cho tôi. Đặt block này cho tôi. Này luôn.
Này luôn. Ok. Yeah. Đa tiền. Phải nói là quá tao tìm. Bao nhiêu vậy? À, để tôi coi chắc cỡ 4 viên. Nói thật đi, cũng phải ông chiếc hay là cái gì không? Hứa, thề, ông chiếc. Ai biết ông thề được không đó? Thề với trời luôn, tôi không bao giờ chiếc. Không bao giờ hả? Tôi mới trả cái xe, à đúng rồi, tôi mới trả cái xe rồi này là tôi đặt số cho ông mà tôi còn việc thời gian đi chiếc. Ủa, ai biết. Ồ, vậy à. Ồ. Yeah. Trời ơi, trời ơi, ông này hên như vậy. Tôi ghét ông. Dù sao ông cũng là sư phụ rồi. Ê, ông giống như là hiệp sĩ vậy á. Và ông có quân mì. Chưa, tôi sẽ làm cúp kim cương. Wow. Ờ, chắc đúng đó, đúng là bằng chứng rồi. Ở trong lava luôn. Tại sao ông hên như vậy? Lập kỷ luật luôn á. Sao? Cúp kim cương cho ông nè. Tôi quẳng xuống lava bây giờ nha. Cúp kim cương đây. Hãy nhận lấy, còn tôi sẽ giữ kiếm kim cương. Ông đưa cho sư phụ mà thảy vậy à? Ờ. Cho ông gì? Cái ông ơi. Ông nhớ lấy hết thang ở trong cái đó nè. À. Và và chúng ta sẽ dừng tập này ở đây. Và chúng ta sẽ dừng tập này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu như thấy video này hay và may mắn và may mắn thì hãy cho nó một like. Và ba con đi chợ. Em ra.